Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ở trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio sẽ làm một cái thí nghiệm xem loa toàn giải thì có làm loa chung được hay không, để trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì mình lấy ra một cái bát toàn giải 16 nhé, Bisender 16 hàng Trung Quốc mới nguyên hộp ở đây. Đó, để anh em mình làm cùng xem. Mình quay sơ qua cái bát toàn giải đây cho mình coi này. Đó. Mình làm thí nghiệm ngay là ban đầu thì mình sẽ đánh trực tiếp từ âm đi ra anh em nhé, đánh trực tiếp từ âm đi ra và không qua phân tần. Sau đó mình sẽ dùng cái phân tần mình cắt hết giải bát đi thì nó sẽ còn mỗi chung không, để anh em mình nghe xem cái chung khi nó khi có toàn giải đánh ra nó có ổn để làm loa chung hay không, đúng không ạ, có ổn nó hay hay không. Anh em xem, mình sẽ test một chút nhé, sẽ test một chút cái con này. Đó, anh em mình mới nghe thì nó cho một cái tiếng chung rất là rõ ràng, rất là rõ ràng anh em nhé, rõ ràng và chung lên rất là tốt. Nên anh em có dòng toàn giải bát bao nhiêu cũng được, mà mình cần cái mục đích để làm loa chung thì đều làm được anh em nhé, đều làm được. Với dòng bát anh em đang quan sát đây thì là bát 16, đường kính của nó là 16,5 anh em nhé, 16,5 cm. Còn bát này thì bên mình cũng bán khá nhiều cho anh em nắp xe, nắp cánh xe nhiều chỗ để nắp này 16,6 đúng hơn. Con này thì 550 một đôi anh em nhé, 550 một đôi. Còn là phân tần mít 112, con này đánh bát 16 đồ này này, con này có giá bán là 230.000 đồng này. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video test này, và cảm ơn anh em nhé, và anh em thấy hay cho xin một like, ấn đăng ký kênh ủng hộ bên mình. Chào anh em.